10 sự kiện giải trí gây bão showbiz Việt năm 2017. Lê Giang, Tố Di Phương, Bình Minh lộ ảnh cùng Trương Quỳnh Anh, tâm tiết đá xéo may da là những sự kiện gây chú ý của showbiz Việt năm 2017. Lê Giang, Tố chồng cũ Di Phương bạo hành trên sóng truyền hình, một trong những sự kiện thu hút dư luận trái chiều giai đoạn cuối năm 2017 của showbiz Việt là ồn ào giữa vợ chồng Lê Giang, Di Phương. Xuất hiện trong chương trình Xoán Hào Quang, Lê Giang nức nở Tố từng bị chồng cũ Di Phương bạo hành, ném xuống cầu thang. Lời chia sẻ của nữ diễn viên hài ngay lập tức tạo nên làn sóng phẫn nộ với người xem. Trước lời tố của vợ cũ Lê Giang, Di Phương phủ nhận thông tin, đồng thời tiết lộ cuộc sống đảo lộn vì bị mang tiếng xấu, dẫn đến cơn đau tim tái phát. Sau đó, Di Phương quyết định khởi kiện chương trình Xoán Hào Quang. Về phía mình, Lê Giang hoàn toàn giữ im lặng sau những phát ngôn trên sóng truyền hình. Bình Minh, Trương Quỳnh Anh lộ ảnh thân mật. Bình Minh, Trương Quỳnh Anh từng đóng chung bộ phim Thề Không Gục Ngã vào năm 2015. Cách đây không lâu, những hình ảnh thân mật trên mức đồng nghiệp của cả hai được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả tỏ ra vô cùng bất ngờ bởi Bình Minh và Trương Quỳnh Anh đều đã có gia đình riêng. Sau khi scandal xảy ra, có nguồn tin cho rằng đó chỉ là ảnh hậu trường phim do Bình Minh và Trương Quỳnh Anh thủ vai. Về phía bà xã của Bình Minh và chồng của Trương Quỳnh Anh, cả hai đều bày tỏ sự tin tưởng đối với người bạn đời của mình. Maya và Tâm Tít. Vào tháng 9 2017, Maya bất ngờ chia sẻ với báo giới câu chuyện có thật của mình. Nữ ca sĩ cho biết cô và bố bé bồ câu vẫn có mối quan hệ khá tốt dù đã chia tay. Thực sự hiện tại tôi cũng không muốn nói nhiều bởi bản thân cũng không còn liên quan hay đau buồn gì nữa. Tuy nhiên tôi vẫn muốn tôn trọng tình cảm đó vì nhờ mối tình đó tôi mới có bé bồ câu. Sau khi bất ngờ bị lôi vào chia sẻ của Maya rằng chồng mình từng có thời gian hẹn hò khá mặn nồng với nữ ca sĩ, hot girl Tâm Tít đã viết lên trang cá nhân, hẳn là người thứ ba bị người thứ ba chen ngang, khổ tâm thật sự, chẳng qua người tính không bằng trời tính đó mà, đen thì phải chịu, đỏ quên đi. Câu chuyện chưa kết thúc thì cả hai tiếp tục công kích qua lại. Maya tiết lộ mình là bạn gái cũ của chồng Tâm Tít. Cô hot girl cũng không vừa khi công khai bé bồ câu chính là con gái của đại gia Chu Đăng Khoa. Ca sĩ Đông Hùng bị giang hồ chém. Vào tháng 8 2014, thông tin nam ca sĩ Đông Hùng bị giang hồ chém gây xôn xao dư luận. Nam ca sĩ tiết lộ trong 5 năm qua, anh đã phải làm việc rất vất vả để trả số nợ cũ gần 4 tỷ đồng của mẹ. Đông Hùng dường như kiệt sức khi liên tục gánh thêm những món nợ mới của mẹ. Vì vậy, anh buộc phải lên tiếng cầu xin mọi người không cho mẹ của anh vay tiền nữa. Cũng như mong mẹ hãy thương anh và em trai mà ngừng chuyện vay mượn khắp nơi như trước. Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân. Trong một game show, Hương Giang Idol bất ngờ đưa ra đáp án đúc đầu vô cầu tiêu cho câu hỏi có gắn tên của nghệ sĩ Trung Dân. Ngay sau khi chương trình lên sóng, cô ca sĩ đã hứng chịu không ít gạch đá của dư luận. Sau khi bình tĩnh lại, Hương Giang Idol đã công khai xin lỗi trên livestream và được bậc tiền bối tha thứ. Sau đó, nữ ca sĩ tạm lui về hậu trường một thời gian để nhìn lại bản thân và nghỉ ngơi sau những chuyện không hay xảy ra. Hồng Nhung vợ Xuân Bắc tố nghệ sĩ nhân dân Anh Tú chèn ép. Tháng 9 2017, Hồng Nhung vợ Xuân Bắc livestream lên trang cá nhân, nghệ sĩ nhân dân Anh Tú chèn ép không cho cô chấm thi tốt nghiệp. Nghệ sĩ nhân dân Anh Tú sau đó đã phủ nhận lời tố cáo này. Vợ Xuân Bắc còn lên tiếng về việc cơ sở vật chất của nơi cô làm giảng viên không đảm bảo cho công tác giảng dạy. Cô cũng yêu cầu nghệ sĩ nhân dân Anh Tú phải lên tiếng xin lỗi mình giữa lùm xùm khi ấy. Nghệ sĩ Xuân Hương kiện Trang Trần vì xúc phạm danh dự. Tháng 5 2017, Trang Trần đăng tải clip mắng nghệ sĩ Xuân Hương khi cho rằng tài khoản tên Lê Xuân Hương để lại bình luận vô văn hóa lên trang cá nhân của cô. Nghệ sĩ Xuân Hương phủ nhận đồng thời tuyên bố kiện Trang Trần vì xúc phạm danh dự của bà. Minh Hằng tố Hà Hồ chèn ép buộc cô rời khỏi ghế nóng The Face. Tháng 4 2017, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ chuyện bị Hồ Ngọc Hà chèn ép vì không muốn ngồi chung ghế nóng tại The Face 2017. Giữa ồn ào, Hà Hồ úp mở chia sẻ, tôi không bao giờ muốn làm những điều không hay, giống như những gì người ta nói. Cuối năm Minh Hằng một lần nữa lại khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung ra MV mới, trong đó có một phân cảnh ngắn được cho là ám chỉ scandal giữa cô và Hà Hồ. Tuy nhiên Minh Hằng đã phủ nhận hoàn toàn việc này. Mối tình Ngọc Trinh và đại gia Hoàng Kiều, showbiz Việt năm 2017 còn ồn ào bởi cuộc chia tay ầm ĩ giữa Ngọc Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều. Cụ thể, cuối tháng 1 2017, đại gia 72 tuổi nói lời chia tay bạn gái sau 3 năm hẹn hò.
Vụ kiện Phương Nga và Cao Toàn Mỹ. Năm 2015, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga vướng vào vụ kiện tụng lừa đảo với đại gia Cao Toàn Mỹ, số tiền lên tới 16,5 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm bị tạm giam, cô được tại ngoại chờ điều tra bổ sung vụ án. Trương Hồ Phương Nga và Cao Toàn Mỹ làm tốn không ít giấy mật báo chí vào thời điểm diễn ra phiên tòa. Quang Lê tiết lộ cách xê Cao Không Tượng ở hải ngoại của Lệ Quyên. Quang Lê chia sẻ rằng giá của Lệ Quyên ở hải ngoại lên đến 12.000 đô. Tuy nhiên, lâu lâu cô ấy mới sang một lần chứ không biểu diễn thường xuyên. Sở hữu chất giọng Huế ngọt ngào, trầm ấm, Quang Lê luôn là một trong những cái tên nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại và trong nước. Mới đây, trong sự kiện của chính mình, nam ca sĩ sinh năm 1981 đã bật mí về mức cát xê của mình ở Việt Nam và Mỹ mà truyền thông luôn quan tâm lâu nay. Anh cũng tiết lộ hiện nay giá cát xê của anh tại hải ngoại vào khoảng 6.000 đô, khoảng hơn 130 triệu đồng. Cũng chỉ bằng với con nuôi Phương Mỹ Chi, nam ca sĩ chia sẻ, thị trường ở hải ngoại cạnh tranh rất cao, ngày xưa cát xê của tôi cũng chỉ 3-4.000 đô. Thời gian sau này tôi hay về Việt Nam nên cát xê ở Mỹ phải tăng vì mình còn bay đi bay về rất tốn kém. Còn về Việt Nam, giá cát xê tầm khoảng 80 triệu đồng, hôm nào ế xô thì 50 triệu đồng, nhưng Quang Lê vẫn hát để phục vụ cho khán giả. Tuy nhiên may mắn là tôi chưa bị ế xô mà vẫn thường được bầu xô quý và bo thêm tiền. Ngoài ra mức cát xê còn tùy thuộc vào chương trình, nếu đi hát cho các thương hiệu thì giá cao gấp 3 lần bình thường, hát đám cưới thì khoảng 2 lần. Anh cũng tiết lộ cát xê của người em thân thiết Lệ Quyên khi đi lưu diễn nước ngoài lên đến 12.000 đô, khoảng 250 triệu đồng, vì nữ ca sĩ chỉ sang Mỹ hát khoảng 2 lần trong năm. Anh cũng khẳng định mình rất tự hào và hạnh phúc cho bạn chứ không ganh tị. Sau 4 lần diễn ra thành công, Quang Lê quyết định thực hiện live show hát trên quê hương năm với chủ đề Tình Chỉ Đẹp diễn ra tại nhà hát Hòa Bình. Bên cạnh giọng ca trữ tình của Quang Lê, đêm nhạc còn có sự góp mặt của danh ca Thanh Tuyền, Giao Linh, Phương Dung, Họa Mi, Hương Lan hay các ca sĩ được yêu mến khác gồm Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh. Cận cảnh du thuyền 100 tỷ xa hoa, sang chảnh của Lý Nhã Kỳ. Lý Nhã Kỳ đã tự tay vào bếp chuẩn bị cho tiệc triển lãm kim cương trên du thuyền triệu đô sang trọng và đầy đẳng cấp. Cuối tháng 12/2016, Lý Nhã Kỳ đã đem chiếc du thuyền 100 tỷ hạng sang về Việt Nam. Được biết, chiếc du thuyền này thuộc thương hiệu cao cấp mà nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới sở hữu, giá một chiếc vào khoảng vài triệu đô. Du thuyền của Lý Nhã Kỳ neo đậu ở bến sông Sài Gòn, thỉnh thoảng cô sử dụng để đưa gia đình đi biển. Bà chủ Kim Cương cũng cho biết, chiếc du thuyền khi đăng ký ở Việt Nam thì phải đặt tên, vì bận quá không nghĩ được cái tên gì nên tôi quyết định lấy luôn tên Lý Nhã Kỳ, vì vậy chiếc du thuyền có tên Lý Nhã Kỳ luôn. Sắp tới, Lý Nhã Kỳ sẽ tổ chức một buổi triển lãm kim cương sang trọng, đẳng cấp và đầy mới lạ trên du thuyền triệu đô vào ngày 16 đến ngày 19 tháng 12. Người đẹp cho biết đây là hình thức tổ chức sự kiện đẳng cấp và được nhiều người nổi tiếng, doanh nhân ưa chuộng ở thị trường quốc tế. Để buổi triển lãm được chỉnh chu và tỉ mỉ hết sức có thể, nữ diễn viên phim Mùa Hè Lạnh đã không ngần ngại tự tay vào bếp và cùng ekip hoàn tất cả những khâu chuẩn bị quan trọng nhất. Tất cả những món ăn, bày trí của bữa tiệc đều được chính tay Lý Nhã Kỳ lựa chọn kỹ lưỡng trước khi chỉ đạo nhân viên triển khai thực hiện. Mỗi một vị trí sản phẩm được trưng bày tốn nhiều tâm tư, ý tưởng của nữ doanh nhân. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn lựa chọn nhiều mặt hàng trang sức, thời trang giá trị, uy tín hàng đầu, nên luôn mong muốn mang đến cho khách hàng của mình cảm giác thực sự là một thượng khách. Nói về chi phí bảo dưỡng, Lý Nhã Kỳ bật mí, ngoài khoản tiền 10.000 đô cho lương ekip mỗi tháng, hàng năm cô phải bảo trì du thuyền ở Hồng Kông là khoảng 250.000 đô. Họ sẽ giải quyết toàn bộ vấn đề kỹ thuật và vận hành du thuyền của tôi, Lý Nhã Kỳ cho hay. Trường Giang diện đồ đôi vui vẻ bên ngọc nữ Bolero giữa nghi án chia tay Nhã Phương. Trường Giang vui vẻ bên ngọc nữ Bolero Tố My, cả hai đã có những khoảnh khắc thân thiết khi tập luyện cho đêm nhạc sắp diễn ra. Chỉ còn vài ngày nữa, live show của Tố My sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, dự kiến thu hút 1.200 khán giả. Những ngày qua, ngọc nữ Bolero đang tích cực tập luyện cho những tiết mục đặc sắc đặc biệt là tiết mục hài do chính Trường Giang viết kịch bản và tham gia diễn xuất. Xuất hiện trong buổi tập luyện giữa ồn ào chia tay Nhã Phương để hẹn hò Sam, nam danh hài lại gây chú ý khi diện trang phục đôi không khác gì một cặp tình nhân với Tố My. Phía đại diện của Trường Giang cũng đã chia sẻ về sự việc đang gây xôn xao để tránh những hiểu lầm. Theo đó, người đại diện của nam danh hài cho biết,
mối quan hệ giữa Trường Giang và Nhã Phương vẫn rất bình thường. Hiện tại cả hai đang có lịch làm việc không trùng nhau nên không xuất hiện cùng nhau. Vốn thân thiết ngoài đời nên khi tập luyện, Trường Giang và Tố My rất thoải mái đùa giỡn. Nam danh hài dành nhiều lời khen cho Tố My. Anh cho rằng cô không chỉ xinh đẹp hát hay mà còn có năng khiếu về diễn xuất. Trường Giang, Tố My quen biết nhau từ lúc tập chung cho live show của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng năm 2015. Cũng là người miền Trung nên hai anh em nhanh chóng thân thiết với nhau, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Trong live show sắp tới, Tố My sẽ tham gia một vai trong vở hài kịch của Trường Giang, Chí Tài. Những ngày qua, Ngọc Nữ Bolero đang tích cực tập luyện cho tiết mục đặc biệt này. Danh hài Trường Giang không chỉ là người viết kịch bản mà còn tận tình hướng dẫn cô em gái diễn xuất và những mảng miếng hài. Vốn thân thiết ngoài đời nên khi tập luyện, Trường Giang và Tố My rất thoải mái đùa giỡn. Sự dí dỏm của nam danh hài khiến Ngọc Nữ Bolero cười liên tục. Trong khi đó, nam danh hài dành nhiều lời khen cho Tố My. Anh cho rằng nữ ca sĩ không chỉ xinh đẹp hát hay mà còn có năng khiếu về diễn xuất. Hồ Quang Hiếu hé lộ sự thật, Bảo Anh chia tay vì tôi đòi cưới. Tôi từng ngỏ lời cưới Bảo Anh làm vợ, nhưng cô ấy không đồng ý. Từ đó chúng tôi dần nhận ra sự trái ngược về quan điểm sống của nhau. Hồ Quang Hiếu nói về lý do chia tay Bảo Anh. Thời gian qua, người hâm mộ đã đi từ bất ngờ đến tiếc nuối, ngỡ ngàng về việc tan vỡ của nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người yêu xinh đẹp Bảo Anh. Sau 2 năm hẹn hò, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi, dù đã cho nhau thời gian nhìn nhận lại mọi chuyện. Mới đây, sau 2 tháng chia sẻ chuyện chia tay với công chúng, thì Hồ Quang Hiếu cũng đã hé lộ nguyên nhân chính thức dẫn đến sự việc khá buồn này. Khi trả lời cho một trang báo điện tử, Hồ Quang Hiếu cho biết ở độ tuổi này, anh đã không còn đam mê những hào nhoáng của showbiz. Theo đó, anh tập trung lo cho công việc và muốn ổn định cuộc sống. Đặc biệt, khi anh ngỏ lời muốn lập gia đình, thì đã nhận phải sự từ chối của tình cũ. Tôi từng ngỏ lời cưới Bảo Anh làm vợ, nhưng cô ấy không đồng ý. Từ đó, chúng tôi dần nhận ra sự trái ngược về quan điểm sống của nhau. Khi mọi việc không còn lối thoát, Bảo Anh chọn cách ra đi để cả hai có thời gian nhìn nhận lại mọi việc, giọng ca Con Bướm Xuân bộc bạch. Được biết, cả hai chia tay không phải vì hết yêu, mà do cặp đôi có những bất đồng quan điểm, có những suy nghĩ về cuộc sống trái ngược nhau. Hồ Quang Hiếu rất buồn vì sự việc này, anh thừa nhận mình vẫn còn yêu Bảo Anh. Khi nhắc đến bạn gái cũ, nam ca sĩ thổ lộ, tôi là người khó quên khi yêu, mối tình đầu cũng phải 3-4 năm, còn mối tình thứ hai mất tới 5-6 năm. Tôi có cố gắng tìm hiểu một vài người khác, nhưng cuối cùng vẫn nhớ. Chuyện tình với Bảo Anh cho đến giờ tôi vẫn chưa quên, vẫn nhớ nhiều kỷ niệm. Đi ăn, đi chơi hay làm gì, tôi cũng nhớ tới Bảo Anh. Bảo Anh cũng từng khóc nức nở khi nói về chuyện tan vỡ với Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh quen nhau kể từ những chuyến lưu diễn châu Âu. Họ chính thức xác nhận hẹn hò vào tháng 10, 2016. Trước nhiều nghi vấn của khán giả, chính nam ca sĩ đã đăng tải một dòng trạng thái cá buồn khi cả hai quyết định dừng lại mối quan hệ tình cảm. Việc tan vỡ của cặp đôi này đã làm khán giả vô cùng tiếc nuối và luôn mong mỏi họ sẽ trở về với nhau. Tuy nhiên, sự việc này khó có thể xảy ra vì trước đó, cả hai đã cho nhau thời gian nhìn nhận lại mọi thứ mới quyết định chia tay.